sản vật tiến vua nào của vùng đất cổ xứ Đoài còn được bảo tồn đến ngày nay? Rơi ngựa Sài Sơn, cá chép Cấn Xá, cua đồng Khánh Hiệp hay là rau muống Linh Chiểu? Cháu xin mời chú. Chú đã ăn món nào trong đây chưa? Tôi mới nghe thấy ạ. Thế thì căng rồi. Quả thật là khó. Vâng. Nhưng tôi vẫn nghiêng về phương án D. Phương án D. Vâng. Rau muống Linh Chiểu. Rau muống Linh Chiểu. Tại tôi, sao? Tôi linh cảm. Bởi vì tôi nghe rằng có một loại rau mà rồng chỉ để cho vua ăn, mà một cái vùng nào tôi đã nghe đâu đó. Thế nhưng mà cái thông tin về đất cổ xứ Đoài thì có mang lại gợi ý gì cho chú không? Chú có biết đấy, là xứ Đoài tôi biết là ở Hà Tây mà, Hà Tây cũ. Bây giờ là đây phía đây này xứ Đoài. À đấy ạ. Vâng, tôi biết, nhưng mà cái này thì vậy bây giờ chú có hai lựa chọn. Một là chú suy luận tiếp, sau đó chú cho cháu biết là chú chọn phương án nào. Hai, chú chọn dừng cuộc chơi, bảo toàn phần thưởng 14 triệu, mua quà cho cháu. Đấy, sau đó không, cho cháu chú ấy chứ không phải cho cháu. Vâng. Còn lại còn lại thì mình vẫn được trả lời thử xem là câu số 10 nó như thế nào. Đấy, tôi linh cảm như thế. Nhưng mà thôi, tôi xin bởi vì dữ liệu mình phân tích thì phân tích thế thôi. Tôi rất tiếc là tôi bỏ một câu là trợ giúp 50-50, nếu bây giờ còn thì rất là tuyệt vời. Vâng. Nhưng thôi, kiến thức là vô hạn. Vâng. Tôi nghĩ rằng trí tuệ của tôi, trí nhớ của tôi đến đây có lẽ cũng không đến nỗi lắm. Vâng. Và cũng chú xin nói với anh Dũng là tôi xin dừng cuộc chơi vào đây. Vâng. À. Như vậy là chú quyết định dừng cuộc chơi đây. Chúng ta dành cho chú một tràng pháo tay ạ. Vâng. Rồi, chú đã dừng cuộc chơi, phần thưởng của chú chắc chắn là 14 triệu đồng. Vâng. Nào, bây giờ chú cháu mình cùng nhau vượt qua câu số 10. Tôi vẫn chọn câu D là cuối cùng của tôi, rau muống Linh Chiểu. Rau muống Linh Chiểu. Vâng. Và một lần nữa, linh cảm của chú chính xác. Phương án D là phương án chính xác của câu này. Vâng. Thôi. Chú suy luận đúng. Bởi vì cuộc sống nó là thế. Vâng. Cho nên cái tuổi như chúng tôi thì không thể liều được. Như cái bạn vừa rồi và bạn liều. Nhưng mà tôi thì bây giờ nó bảo là bác cứ liều đi. Nhưng mà tôi thôi, bác 72, 73 tuổi rồi thì không liều được nữa. Vâng, nhưng mà chú vẫn đúng ở câu 10. Tức là góc độ nào đấy về mặt gọi là về kiến thức tâm lý. Và là chú đã vượt qua được câu số 10. Vâng, tại vì chú trả lời đúng, chọn phương án đúng. Để cháu đọc thêm cho chú về thông tin. Rơi ngựa Sài Sơn, cá chép Cấn Xá thuộc huyện Quốc Oai, cua đồng Khánh Hiệp, rau muống Linh Chiểu thuộc huyện Phúc Thọ được người dân xứ Đoài truyền tụng là tứ dị, tức là bốn của ngon vật lạ của đất Sơn Tây dùng để tiến vua. Trong đó, bốn sản vật đó chỉ có rau muống tiến vua Linh Chiểu, xã Sen Chiểu, Phúc Thọ, Hà Nội còn được duy trì đến ngày nay. Vâng, nên sau đây có khi cũng phải có một đợt chú phải đi làm một mớ rau muống tiến Linh vua Chiểu về ăn thử. Ăn cho đỡ bực mình.